Xin chào đại gia đình thích trồng cây. Hôm nay mình sẽ làm một cái video về chủ đề là dăm cây bằng lá. Thì các loại lá nào có thể dăm được để ra rễ và để thành cây mới, rồi là cách dăm như thế nào và trong bao lâu thì sẽ ra rễ. Nhưng mà trước hết thì mình sẽ ăn cắp một phút, nói chung là gì gọi là câu giờ một phút để mình quay một số cái cây trái ở trong vườn mình khoảng một phút thôi. Mời quý vị theo dõi. Thì những cái cây mà dăm được bằng lá mà mình biết được từ lâu đó là cây thuộc họ sống đời. Thì sống đời á là còn gọi là trường sinh, thì nó có nhiều cái loại. Có loại thì là nó ra sẵn cây con bên mép lá, có loại là không ra sẵn cây con. Thì cái lá sống đời á, cho dù là nó có mọc sẵn cây bên mép lá hay không, thì ta ngắt cái lá đó, ta bỏ lên mặt cát ẩm thì nó sẽ ra rễ quanh mép lá và nó lên cây quanh mép lá. Đó là cây thuộc họ sống đời trường sinh. Rồi là những cái cây mà thuộc họ thanh long á, tức là rồng xương rồng xanh á, có nhiều lá đó, thì ta cũng lấy lá đó trồng được, cắm vô cát là lên. Thì hôm nay mình sẽ quay cho thấy các bạn thấy nhiều loài khác nữa cũng dâm được bằng lá, chứ không chỉ có sống đời xương rồng xanh. Và trong đó thì các bạn có thể sẽ bất ngờ. Thì ở đây mình có một cái cây lá mơ. Cây lá mơ này là dùng để ăn thịt chó đó quý vị, hoặc là thịt heo luộc chấm với mắm ruốc ăn rất thơm. Cái lá mơ này nó bổ phổi, cho nên là quý vị dùng nhai nó hoặc là pha nước hãm nước uống thì cũng bổ phế, là tốt cho phổi. Thì đây là cái lá mà mình cắm cách đây 3 tuần, cắm ở cái chậu trồng mận hoàng yến đó.
bây giờ mình kéo lên. Thì bên trong nó ra rễ. Đó. Và như vậy là cái chồi nó sẽ mọc trong cái khoảng từ đây cho đến cái mép lá này này. Từ dưới rễ cho đến mép lá này nó sẽ đâm chồi lên ở đâu đó. Đó. Thế mới là việc. Rồi, mình kim lại. Đây cũng là một cái lá mơ mình cắm 3 tuần trước, không biết là có ra rễ chưa. Mình cũng thử nghiệm nhổ lên. Rễ nhiều hơn nữa, rễ dài hơn nữa. Đó. Và như vậy kết luận là cây lá mơ để ăn thịt chó đó, còn gọi là lá thúi địch đó. Đó là mình cắm cái cuốn lá thì nó sẽ ra rễ, thật là độc đáo, vi diệu. Rồi, chào các bạn, đây là những cái lá mà mình đã cắm cách đây 1 tháng. Chính xác là ngày 29 tháng 6. Thì tức là bây giờ cũng 1 tháng mấy ngày, 1 tháng 3-4 ngày gì đó. Thì đây là cây lá của cây cẩm cù tim. Cẩm cù là một loài lan nha quý vị, gọi là lan cẩm cù. Thì nó có dạng lá là hình tim hay là lá hình thuông thuông. Thì đại loại nó có bông ra thành từng chùm tròn rất đẹp. Theo mình nghĩ thì lá tim hay là lá dạng khác, mà miễn là cẩm cù thì cũng đều cắm lá để thành ra được cây mới. Đó, lá rễ rồi bên ngọn, đại loại như thế. Thì bây giờ mình kéo thử. Ở đây là mình cắm từ cách đây hơn 1 tháng. Mình dỡ lên nha, kéo lên nha. Đó thì rễ rất nhiều. Rễ nè. Đó. Rồi bây giờ mình kéo cái lá khác. Úi giời ơi, đứt mẹ cái rễ rồi. Bây giờ mình không có kéo nữa, moi đi. Tại vì cái rễ này bị đứt rồi, uổng quá. Đó. Rồi, đây, đó, thấy rễ không? Đó, mà chỉ có cái lá với cái cuốn lá thôi, nó cũng ra rễ. Đó. Bỏ qua một bên. Đây, rễ rất nhiều. Đó. Đó, như vậy là xong cái lan cẩm cù nha. Tim, cẩm cù tim. Lát nữa mình sẽ trồng vô những cái chậu nhỏ nhỏ. Tặng con gái. Tặng 2 cô con gái. Rồi đây là lá cây chanh trúc. Thì cũng hơn 1 tháng rồi nó vẫn xanh tươi như thế này. Thì tôi không biết nó có ra rễ hay không. Tôi sẽ cắm lại. Còn đây là cái lá cây chanh vàng Mỹ. Đó, không tìm có rễ nha. Úi giời ơi. Đây là lá cây chanh vàng Mỹ quý vị. Đó. Rễ của trời luôn ha, dài ngoan luôn. Bỏ qua một bên. Rồi đây là lá của cây kim tiền. Ra rễ, thấy không? Kim tiền nha quý vị. Đây cũng là lá cây kim tiền. Rồi rễ gì đó, rễ là dài xuống dưới này. Thì từ cái chỗ này nè, tức là sau khi mình cắm cái cuốn vô này thì ở đây nó nảy sinh một cái phản ứng, đó là nó chai cái vết này đi và từ đó nó ra rễ. Và ngay cái chỗ này, ngay cái chỗ tiếp giáp giữa cái cuốn với cái lá thì nó sẽ bật chồi lên. Đó. Và như mình đã từng nói là cái cây kim tiền này, cái chậu chút xíu đầu kia là mình ra tiệm mình mua hết 100.000. Mà cái chậu 100.000 đó có 50 cái lá thì tôi sẽ tạo ra được 50 cái cây con mới. Thế mà mỗi kỳ người ta lại bán cả 100.000. Do đó là với cái việc dâm, là dâm cành hay dâm lá thì rất dễ dàng đó. Mà quý vị nếu thử làm thì nó sẽ tạo ra cây con mới, còn không thử làm thì cứ chết cây nào đi mua cây nấy thì rất đau tiền. Đây là sen đá. Sen đá thì
cứ bỏ lên cát đi, hay là lên cái gì đó mà lổn nhổn đi, đá, sỏi hoặc là sơ dừa cũng được, đó thì nó sẽ lên rễ, chứ đừng bỏ trên đất ướt đó, nha quý vị. Mà nếu cho cái cuốn nó chấm vô trong cái giá thể mà trồng á thì rễ nó sẽ ra, còn nếu không chấm á thì nó nhận được cái hơi nước từ dưới bốc lên thì cái lá nó sẽ ra thành cây mới, nhưng mà rễ là chưa ra. Các bạn cho chấm vô giá thể nha, chấm vô cát thì cái rễ nó sẽ ra kèm với cái cây bên trên, nhưng nếu không cho chấm trúng đất thì bên trên cuốn lá nó ra cây nhưng mà rễ chưa ra kịp. Đấy. Như vậy là nãy giờ đã có thêm 3 cây nè, ngoài cái lá mơ hồi nãy thì có thêm cẩm cù, kim tiền, sen đá ra rễ trên cái cuốn lá, chân vàng Mỹ cũng ra rễ trên cái cuốn lá. Thế mới là độc đáo chứ. Rồi, ngoài cái mớ vừa rồi, tôi cũng có cắm vô đây một số loại lá khác nhau. Rồi, bây giờ dỡ lên hết những thứ này. Thì cái này là cắm sau, chưa đầy một tháng. Là lá cây tiêu lốt. Cây nào cũng ra lá, ra rễ hết, mà rễ dài lòng thòng luôn, mới ghê. Đó, lá cây tiêu lốt nha quý vị. Tiêu lốt là cây này nha quý vị, đó là nó có vị cay như tiêu mà có mùi á, là mùi lá lốt. Nói chung là moi lá nào lên thì cũng có rễ hết, độc đáo vậy nha, mà rễ luồn sâu luôn, mới ghê. Đây là lá của cây trang tím. Trang tím là một loại bông cảnh, bông trang. Đây là chanh trúc, chưa ra rễ nè. Cắm lại, chưa ra thì cắm lại. Còn đây là chanh vàng Mỹ đó quý vị, ra rễ nè. Còn đây là cái lá giang, gần một tháng rồi nằm đây cũng vẫn còn tươi nè. Nhưng mà chưa ra rễ quý vị ơi, tôi phải cắm lại. Đây là chanh vàng Mỹ nha. Đó, có gì đâu. Một chậu chanh vàng Mỹ tôi mua là 320 ngàn. Mà về tôi lấy cái lá tôi bứt, tôi ngắt cái lá tôi cắm cho đất mà cũng lên rễ. Tạo ra quá dễ dàng luôn. Đấy. Mà tại sao lại bán mắc như vậy? Thì tóm lại nếu quý vị mà chịu khó dâm như tôi á, là đỡ rất nhiều tiền mua cây. Rồi giờ mình trồng cẩm cù tím vô, rồi mình xịt nước cho sạch cái chậu đi là nó thành ra một cái chậu cây, một cái chậu lá trái tim. Rồi thì đây là mớ lá mình đã rửa sơ qua nước để mọi người thấy rõ hơn cái bộ rễ của nó. Thì tóm lại là trong cuộc sống này có rất nhiều loài cây mà có thể ngắt cuốn lá và dâm xuống đất cho nó mọc lên thành rễ và thành cây mới. Thì cái việc mà nó ra rễ nhanh hay chậm, sớm hay muộn và mạnh hay yếu là còn lệ thuộc vào, thứ nhất là loài cây. Ví dụ như là mình thấy cái cây trang tím á, là ra rễ rất dài, rất mạnh. Chanh vàng Mỹ cũng ra rễ rất dài, rất mạnh. Cây lá mơ cũng vậy, kim tiền cũng vậy luôn. Thì có những loài lá có khả năng ra rễ nhưng mà lâu hơn, chẳng hạn như là lá chanh trúc, bạch mã hoàng tử hay là đa lộc gì đó bên trên này. Thì đó là yếu tố thứ nhất là cái giống loài, và cái yếu tố thứ hai đó là giá thể. Ví dụ như lưỡi hổ, lưỡi mèo mà mình cắm vào cát thì nó dễ lên hơn. Nhưng những cái lá này, chanh vàng, kim tiền, trang tím này, thì mình cắm vô sơ dừa ẩm thì là dễ hơn, lên hơn. Thì việc mà tạo cây mới từ lá thì giúp cho mình là có thể nhân được rất nhiều cây giống từ một cây mẹ. Ví dụ như một cây mẹ mà có một cành, mà mình cắt cành mình cắm thì mình sẽ được vài ba cây gì đó. Nhưng mà mình bẻ lá mình cắm thì ôi thôi, không thể đếm hết. Đấy, thì đó là những cái lợi lộc.
mà trong bối cảnh là khi mình ra tiệm kiểng mua thì rất là mắc. Thì như vậy đây là một điều rất có lợi, quý vị có thể xem áp dụng được thì áp dụng nha. Chúc quý vị thành công và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.